Lần này yêu cầu thể lực thực sự vì sẽ tiến hành di chuyển bước chân. Phòng tập này làm tôi nhớ đến bài tập treo người thật lâu đã từng là một hạng mục của bài kiểm tra thể lực vào những năm 1970-1980. Nó là hạng mục thế nào thì chắc các bạn cũng đoán được rồi nhỉ? Bám vào thanh treo và duy trì một phút. Liệu tôi có thể duy trì trong một phút được không? Cảm giác của em bây giờ thế nào? Bây giờ em đang cố để không ngã ạ. Một phút bây giờ sao dài thế? Một phút sao lâu vậy? Tôi cũng đã kết thúc bài kiểm tra rồi. Thật sự là một bài kiểm tra yêu cầu rất nhiều thể lực. Tôi tò mò không biết bài kiểm tra sau sẽ thế nào đây. Bài kiểm tra lần này yêu cầu cả sự tập trung, sự linh hoạt và khả năng phản xạ, nên tôi linh cảm đây sẽ là phần không hề dễ dàng. Nhiệm vụ của tôi là ấn nút đèn kia một cách nhanh chóng. Vâng, thử thách lần này quả nhiên không hề dễ. Chị ấy nói bây giờ sẽ kiểm tra về sức dẻo dai. Bây giờ tôi cũng đang tò mò, không biết mình dẻo dai ở mức nào đây. Phải chạy nhanh hơn là tôi nghĩ. Tôi có hơi hớt hải một chút. Phải chạy rất vội, nhưng bài kiểm tra cuối cùng cũng đã kết thúc. Bây giờ tôi cũng hơi tò mò và hơi sợ, không biết kết quả sẽ thế nào. Bài kiểm tra tiếp theo sẽ là gì đây? Thử thách lần này chính là tẩu thoát khỏi tàu chìm. Nhìn cái này có vẻ quen và rất dễ. Thế nhưng, tôi phải nhảy qua bên kia từ vị trí mà mình đang đứng. Đây được gọi là góc nhảy xa từ vị trí của mình. Lần này, tôi đã cởi bỏ cả giày và quyết tâm vào đây để đo thể lực của mình. Có rất nhiều dụng cụ đo lường thể lực ở đây. Tôi có cảm giác như mình đang kiểm tra thể lực vậy. Vị trí tiếp theo sẽ là gì đây? Nơi đây trang hoàng giống như trong phim Nhiệm vụ bất khả thi vậy. Ở đây, tôi sẽ thử đo lường về sự linh hoạt của bản thân. Tôi sẽ trực tiếp đo lường xem sự linh hoạt của mình ở mức nào nhé. Để vượt qua những tia laser được trang như tơ nhện kia, tôi đã phải mất rất nhiều sức. Tôi đang tò mò không biết độ linh hoạt của mình được đo là bao nhiêu nữa. Kết quả của tôi đã có rồi này. Mọi người nhìn đây, có rất nhiều kết quả từ cái làm tốt cho đến cái nỗ lực. Các bạn nhất định phải ghé qua nơi đây để vui chơi và rèn luyện tăng cường sức khỏe nhé.
건강도 한 뼘 더 성장하는 시간이 되셨으면 좋겠습니다.